8. Phẩm thanh tịnh. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, những người ngu si chẳng siêng năng tinh tấn, đủ các ác hạnh, căn lành cạn mỏng, ám độn vô cầu. Ít nghe, kém tuệ, bị ác tri thức khống chế, chẳng phụng sự bạn lành, chẳng ưa thỉnh hỏi, chẳng siêng năng tu học. Những điều thắng thiện, nên nghe Phật thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, thật khó tin hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bát nhã ba la mật đa này thâm sâu như thế nào mà khó tin khó hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở, vì sao? Vì sắc lấy vô tánh làm tự tánh, thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở, vì sao? Vì thọ tưởng hành thức lấy vô tánh làm tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, khoảng trước của sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì khoảng trước của sắc lấy vô tánh làm tự tánh. Khoảng sau của sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì khoảng sau của sắc lấy vô tánh làm tự tánh. Khoảng giữa của sắc chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì khoảng giữa của sắc lấy vô tánh làm tự tánh. Khoảng trước của thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì khoảng trước của thọ tưởng hành thức lấy vô tánh làm tự tánh. Khoảng sau của thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Vì khoảng sau của thọ tưởng hành thức lấy vô tánh làm tự tánh. Khoảng giữa của thọ tưởng hành thức chẳng phải buộc, chẳng phải mở. Vì sao? Khoảng giữa của thọ tưởng hành thức lấy vô tánh làm tự tánh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa rất khó tin hiểu. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cực khó tin hiểu. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao thiện hiện? Vì sắc thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc đây thanh tịnh và quả thanh tịnh này không hai, không có hai phần, không phân biệt, không chấm dứt. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức quả thanh tịnh, quả thanh tịnh tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức và quả thanh tịnh không hai, không có hai phần, không phân biệt, không chấm dứt. Lại nữa, này thiện hiện, sắc thanh tịnh tức là nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức là sắc thanh tịnh. Vì sao? Vì sắc thanh tịnh và nhất thiết trí thanh tịnh không hai, không khác, không có hai phần, không chấm dứt. Thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức là nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh tức là thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Vì sao? Vì thọ tưởng hành thức thanh tịnh và nhất thiết trí thanh tịnh này không hai không khác, không có hai phần, không chấm dứt. Bấy giờ Xá Lợi Từ bạch Phật, bạch Thế Tôn, như vậy bát nhã ba la mật đa rất là thâm sâu. Phật dạy, đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Từ thưa, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này có thể chiếu rõ được. Phật dạy, bạch Thế Tôn, đúng vậy, vì hết sức thanh tịnh.